Thông tin về kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế xã hội chiều nay, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hôm nay có 98.301 trên 98.681 thí sinh dự thi, chiếm tỷ lệ 99,61%. Sáng nay không có thí sinh đi trễ, không có vi phạm, mọi việc khác diễn ra bình thường. Chiều nay có một thí sinh vi phạm quy chế thi, đem điện thoại vào phòng thi. Trước giờ thi, cán bộ coi thi 2 đã nhắc nhở trước khi mở túi đề, nhưng thí sinh vẫn để trong váy. Khi có cuộc gọi tới thì cán bộ phát hiện, lập biên bản và xử lý.